Đầu tiên là chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm này ra nhé. Chúng ta sẽ có một chiếc hộp được làm theo kiểu úp lên úp xuống như thế này. Chúng ta có một chiếc điện thoại. Đây là sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây. Đây là Redmi Note 10S. Đó. Chúng ta có một cái biểu tượng của Redmi ở đây. Tạm thời cứ để cái này ra đã. Ở phía bên trong hộp phụ kiện thì chúng ta có những cái gì? Ở đây là chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cộng với một cái ốp lưng này. Đây, một quyển sách hướng dẫn sử dụng như thế này và một cái ốp lưng đi kèm như thế này. Chúng ta có một cái cục sạc rất là to nhé, một cái cục sạc rất là to. Đây là dây sạc USB Type-C. Đây là một cái dây sạc USB Type-C nhé, mà dây này rất là dày. Chắc chắn là cái sạc này nó có một cái điều gì đấy rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng vào với cả sạc của máy. Chúng ta có một cái cục sạc, đây là cục sạc nhanh. Ở đây thì chúng ta có một cái mặt lưng làm 100% là bằng nhựa. 100% là bằng nhựa. Như mọi người có thể thấy này, với cái mặt lưng bằng nhựa này thì chúng ta sẽ có vài cái thứ để đánh giá. Đầu tiên là nó sẽ khó bị vỡ hơn là mặt kính. Tuy nhiên là với thiết kế mặt nhựa này thì cái mặt này nó rất là dễ xước, cực kỳ dễ xước. Và nói luôn là mọi người nên sử dụng thêm chiếc ốp đi kèm của Redmi nhé, bởi vì là cái mặt lưng này rất là dễ xước này, và cũng rất dễ là bám vân tay luôn. Trang bị một cái cụm camera gồm có 4 camera. Camera đầu tiên thì là camera chính 64 megapixel, với khẩu độ là f1.79. Camera 8 megapixel, và với góc siêu rộng 118 độ, giúp người dùng chụp ảnh nhóm và chụp ảnh toàn cảnh. Camera macro với độ phân giải là 2 megapixel và khẩu độ là f2.4, cùng với một camera với độ phân giải là 2 megapixel, khẩu độ là f2.4, được lắp đặt ở mặt sau. Cái cảm quan đầu tiên của mình khi mà cầm cái sản phẩm này trên tay là sản phẩm này cầm, mình có một cái cảm giác là nó cầm rất là bo tròn ở các góc ở tay, cầm nó cũng rất là vừa tay, rất là vừa vặn. Đây, kiểu như thế này. Nhưng mà mình lại thích cái cảm quan về cái việc mà hôm kia mình review con này, thì mình thích cầm con Samsung này hơn. Thực sự là mình thích cầm con Samsung này hơn. Con Samsung này thì vuông vắn hơn, và con bên này thì nó cầm nó có vẻ là mềm mại hơn. Tiếp tục này, chúng ta sẽ đến với câu chuyện liên quan đến màn hình của chiếc điện thoại này. Chiếc điện thoại này thì được trang bị một màn hình 6.43 inch, được bảo vệ bởi kính Gorilla, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét. Ở Redmi Note 10S thì chúng ta có một thiết kế về màn hình là màn hình 6.4 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Màn hình này là màn hình AMOLED nhé. Chúng ta sẽ có được màn hình tràn viền, tỷ lệ không hình là 20.9, mật độ điểm ảnh là 409 pp, độ phân giải là 1080x2400. Có thể nói rằng là với cái độ phân giải màn hình lên đến 1080x2400 như thế này thì chúng ta sẽ có một cái khả năng hiển thị rất là tốt. Đó, như các bạn có thể thấy đây, đây là chất lượng của màn hình con Redmi này. Cảm quan của mình thì mình cảm giác là cái độ nhạy rồi tất cả các thứ của nó được hoàn thiện khá là tốt. Tuy nhiên rằng là mình cảm thấy nếu mà để so sánh với cả con Samsung này nhé, thì mọi người có thể nhìn. Xét về ngoại hình đi, thì mình thích con Samsung hơn. Mình thích cầm cái kiểu vuông vắn này hơn là cái cầm kiểu bo bo tròn tròn kiểu của con này. Tuy nhiên rằng là đấy cũng là sở thích cá nhân thôi. Độ dày thì về độ dày và thiết kế phía mặt lưng thì cả hai đều là mặt lưng bằng nhựa. Về cụm camera thì mình cũng thích của Samsung hơn. Về thiết kế nhé, chứ còn về chất lượng hình ảnh rồi về những thứ liên quan đến camera thì mình lại thích con bên này hơn. Thì nữa mình sẽ phân tích cho anh em xem là tại sao lại như vậy. Cái thiết kế mặt lưng của Samsung này mình cảm giác nó giống kính hơn là của bên này. Chúng ta sẽ có một màn hình tương tự gần giống như nhau với kích thước là xấp xỉ 6.4 inch. Màn hình này là màn hình Full HD cộng với
độ phân giải cao hơn thì Redmi Note 9 cho mình cái cảm giác về mắt mình nhìn vào thì mình sẽ nhìn thấy sướng hơn. Tuy nhiên là về cái lướt này này thì mình lại cảm giác là Samsung nó tốt hơn trong cái việc là lướt nha. Mình cảm giác là lướt nó mượt hơn con bên này. Nó sẽ có một độ trễ nhất định mọi người nhìn nhá. Còn con bên này thì nó là phát một luôn. Đấy là lý do tại sao mà mình có cảm giác là sử dụng con này giống như kiểu iPhone. Hôm trước ở trên cái clip trước là mình đã từng nói là con này nó ngang ngửa với iPhone về cái độ nhạy kiểu lướt như thế này. Thì đây là cảm quan cá nhân của mình thôi. Và mình cũng đã dùng iPhone rất là lâu rồi. Quay trở lại thì lâu lắm rồi mình mới thấy có một sản phẩm Samsung nó mượt mà như thế này. Thêm một chút về Redmi Note 10S thì con này có khả năng kháng bụi và kháng nước nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với cả camera của con này. Chúng ta sẽ vào luôn để xem là cái camera của nó hoạt động như thế nào. Đây, chúng ta sẽ chụp thử ảnh của con này nhé. Đây, mọi người có thể nhìn này, tự nhìn luôn. Cái chất lượng hình ảnh của nó rất là tốt và thực sự là với 4 camera như thế này thì chúng ta sẽ trải nghiệm được rất là nhiều thứ. Chân dung. Đây, đây chúng ta có camera từ 1x đến 10x. Dã man đi. 1x. Ui rồi. Thử cái nào. Ở 10x này thì chúng ta sẽ ra một cái ảnh kiểu gần giống như ảnh chân dung ấy, nhưng mà nó vẫn đạt được chất lượng rất là tốt trong điều kiện đủ sáng. Chúng ta có HDR này, HDR AI, trí tuệ nhân tạo. Chúng ta sẽ cùng quay video nhé để xem chất lượng video nó như nào. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kinh Tân. Chất lượng thu âm rồi các thứ nó như nào. Cùng xem lại một lần nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kinh Tân. Chào nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kinh Tân. Cái hình ảnh cho lên thì nó rất là sắc nét. Phải nói thật là nó rất là sắc nét. Chúng ta sẽ cùng thử cái cam trước của con này một chút nhé. Bởi vì mình dùng Android hơi bị kém. Ở con điện thoại này thì chúng ta sẽ có một cái camera trước với độ phân giải là 13 megapixel theo nhà công bố thông báo là như vậy. Với khẩu độ là f2.5. Chúng ta sẽ thử chụp một cái ảnh selfie xem như nào nhé. Như các bạn có thể thấy là đây là cái ảnh selfie mà mình vừa chụp được. Thì chất lượng hình ảnh về cơ bản là chấp nhận được. Với một cái con điện thoại ở tầm trung bình giống như thế này thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều thứ. Kể cả là con bên này cũng thế, hai con này ngang giá nhau. Thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều thứ từ một con điện thoại mà giá của nó ở tầm trung với mức hơn 5 triệu như thế này. Đó, vậy là từ nãy đến giờ thì mình đã trên tay nhanh cái con điện thoại Mi Note 10S này. Và mình lý do tại sao mà mình cầm con này về, vì hai con này khá là giống nhau. Giống nhau về màn hình này, về phân giải màn hình thì cũng gần tương tự như nhau. Con chip thì cũng kiểu như vậy. Và cục pin thì cũng là 5000. Nói chung là đây là hai chiếc điện thoại mà mình nghĩ rằng là ở trong cái phân khúc giá khoảng 5 triệu hoặc là hơn 5 triệu thì mọi người có thể cân nhắc để có thể lựa chọn cho mình một trong cả hai chiếc. Bởi vì là mình thấy là khi mà mình cầm chiếc điện thoại này ấy, hai chiếc điện thoại này thì cái ấn tượng của mình rất là nhiều về hai cái cụm camera này. Camera của con Samsung này thì nó có thể gây ra nỗi sợ hãi cho rất là nhiều người với hiệu ứng sợ lỗ. Nhưng mà camera của con bên này thì nó lại thiết kế giống kiểu bình thường, giống kiểu bình thường. Tuy nhiên là cái bố trí và cái cách mà mọi người có thể nhìn là cái cách mà Xiaomi bố trí và thiết kế các camera này thì thực sự là rất là đặc sắc. Rất đặc sắc. Ở con điện thoại này thì được tặng kèm ốp và sợi cáp, rồi cục sạc của nó làm rất là tốt. Redmi Note 10S. Nói chung là tất cả những cái thông số liên quan đến kỹ thuật, rồi tất cả những thông số liên quan đến chiếc điện thoại này thì mình nghĩ rằng là mọi người có thể tìm kiếm được rất là nhiều nơi, trên Google, trên YouTube hoặc là ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên là với cái trải nghiệm của người dùng ấy, mình sẽ phân tích một chút là lý do tại sao. Thì đầu tiên nếu mà để lựa chọn về màn hình ấy, thì mình sẽ lựa chọn nghiêng nhiều về chiếc điện thoại này. Nếu để lựa chọn màn hình không, camera thì mình lựa chọn là camera cũng của con này luôn. Camera của con Redmi này mình có cảm giác rằng là chụp ảnh ra nó không bị noi nhiều giống như của Samsung. Cái camera trước của Samsung thì lại tốt hơn. Đó, về phía
phần thiết kế thì mình nghĩ rằng là tất cả các bạn có thể tùy lựa chọn theo sở thích của chính bản thân mình về cái cụm camera này. Nó cũng đều là thiết kế nhựa thôi. Thiết kế vuông thì sẽ khiến cho mình có nhiều cảm hứng hơn. Thế nên là nếu mà tính về mặt thiết kế thì mình sẽ thích con này hơn. Về đa nhiệm rồi tất cả các thứ thì nó tương đương giống như nhau. Cục pin cũng là cục pin giống như nhau. Tuy nhiên rằng là bên Redmi thì họ hỗ trợ thêm một cái cục pin với cái sạc nhanh 33W. Mình nghĩ là đây cũng là một trong số những cái đáng để cân nhắc. Về camera, về lướt web, về mọi thứ thì nếu mà để nói về loa nhé, chỉ nói về loa không thì loa của con này nó tốt hơn, nó mình cảm giác là nó trong hơn và nó ấm hơn. Đấy, cái kiểu là cái loa này là loa kép. Thế nên là cái câu chuyện khi mà nghe loa của bên này thì mình sẽ có cảm giác là sướng hơn loa của con Samsung. Thì tùy mọi người, tùy cái cách nghe của mọi người, và mọi người có thể hướng theo cái sự tư vấn của mình để lựa chọn điện thoại, thì mọi người nên cân nhắc về cái câu chuyện về loa bên này. Rất là tiếc cho những cái chiếc điện thoại mà tầm giữa giữa như này là họ vẫn trang bị những cái jack cắm tai nghe truyền thống kiểu như thế này. Và mình nghĩ là thời gian sau thì nó cũng sẽ bỏ hết đi thôi. Đó, ngày hôm nay thì đã trên tay nhanh chiếc điện thoại Xiaomi Note 10S. Và cũng đã đem ra để gọi là so sánh với cả con Samsung A32, bởi vì mình thấy nó khá là giống nhau. Thì mọi người có thể vào website của duongthuymobile.com.vn nhé, là người đơn vị tài trợ cho mình mượn hai chiếc điện thoại này về review ấy. Thì mọi người có thể vào đấy để xem giá của thời điểm hiện tại. Nhưng mà giá hiện tại đang rất là rẻ, và có rất là nhiều cái chương trình gọi là tri ân của Duong Thủy Mobile dành cho khách hàng. Bỏ qua con Redmi Note 10 và con Samsung ấy, thì với hơn 5 triệu thì bản thân chúng ta sẽ nhận được cái gì? Mình nghĩ rằng là với hơn 5 triệu thì chúng ta nhận được là chúng ta sẽ mua được những chiếc điện thoại mà nó không quá là đắt, nhưng mà nó cũng không quá là kiểu bị bình dân, là chúng ta sẽ đứng ở giữa. Đây, ngắm qua một lần em nói nhé. Thoại Redmi Note 10S này thì chúng ta sẽ có một cái cục sạc khá là to, cầm rất là chắc tay như thế này. Và chúng ta có một cái cục sạc nhanh là 33W. Với Xiaomi Redmi Note 10S thì viên pin của nó sẽ là 5000mAh. Và cái sạc này thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc đấy là sạc đường nhanh để chúng ta có thể cầm điện thoại để đi sử dụng. Theo hãng công bố thì cho phép bạn sạc pin 30 phút để đạt 67% và 74 phút để 100% pin đầy. Thì cái cục sạc này nó cũng góp một phần rất là lớn trong cái việc mà cộng thêm điểm cho chiếc điện thoại này.